Hello các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái nghề mình làm nha các bạn. Không, cái này là mình nói chơi thôi chứ cái này là cái nghề thợ bạc mà ba mình dạy cho mình trước khi mình qua đây 29 năm về trước. 29 năm về trước đó các bạn. Lúc đó mình khoảng 10, 12, 12 tuổi. Cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Thật sự thì mình học mà qua đây mình không có bao giờ mình làm. Nhưng mà hôm nay á, mình phải sửa cái lắc của mình, cái lắc bạc thôi. Nó hơi bị rộng. Mà cái lắc này á, thì mình làm 29 năm về trước, lúc mà mình mới đặt chân tới Canada. Đó. Bây giờ thì mình hết cơ hội để ba mình sửa thì mình phải tự sửa. Thì bây giờ mình thử cái nha, cái coi mình còn làm được không nha các bạn. Mình làm lúc mà mình mới qua, mình đeo nó là 29 năm rồi. Nhưng mà bây giờ nó rộng rồi nè. Đó, bây giờ mình phải làm ngắn nó lại nè các bạn đó. Để thử có coi mình còn làm được không nha, hay là bị rụt nghề rồi. Các bạn nào ở Việt Nam mà biết về nghề bạc á, là hồi xưa ở Việt Nam mình dùng con cóc để đạp 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 và dùng bình bình xăng. Bên này mình dùng gió đá nè các bạn. Đây là cái lắp của mình nè các bạn. Bây giờ nó hơi bị dài cho nên mình làm ngắn lại mấy mấy mắt nha. Mình mới lấy cái khóa này ra nè. Bây giờ mình cắt bốn cái bốn mắt này. Mới đưa cho mình cái nước đó, mình cắt rồi nha, bốn khóa.
đây là cho nó sạch đó các bạn, rồi cho nó chắc chắn, tại vì lâu rồi mình chưa có gì nữa. Sau mấy phút mình làm ngắn lại được cái dây này các bạn nhé. Chứng tỏ là mình chưa dục nghề nha các bạn. Đây là cái nghề mà ta mình chỉ mấy chục năm, nhưng mà bây giờ không có cơ hội để ba sửa nữa thì mình phải tự sửa. Bây giờ mình đi đánh bóng. Sau khi mình clean xong cái lắc của mình mới nguyên nha các bạn. Thật sự là cái nghề này á, là mình, ba mình trước khi gia đình mình qua Canada đó, là ba có dạy nhưng mà không có qua đây, không có làm. Nhưng mà cái lắc này á là chỉ là cái lắc bạc thôi, nhưng mà mình qua đây lúc đó mình 15 tuổi á, thì mình làm cái lắc này và bây giờ mình đeo tới bây giờ giữ để làm kỷ niệm đó. Mà bây giờ đó thì nó hơi bị rộng cho nên mình làm ngắn lại. Mình muốn chia sẻ cho các bạn cái nghề gia truyền của nhà mình nha các bạn. Và đây là cái sản phẩm của mình.